Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thảo Dược Người Dao xin tiếp tục cái series giới thiệu về cây thuốc ở trên vùng cao, cũng như là kết hợp với lại một số những cái thông tin tìm hiểu được. Đây là cây cây nưa này các bạn này. Đấy, đây là cây nưa rừng đấy, cây nưa rừng nhá các bạn nhé. Đấy, cây nưa dại. Nhưng mà hôm nay tôi chưa giới thiệu về cây này cho các bạn xem. Mục đích chính của tôi là hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cái cây ở bên kia. Không biết các bạn có muốn ăn dưa không? Yo, nói đến dưa, đây này. Dưa đây các bạn. Dưa này đảm bảo là dưa sạch 100% luôn các bạn này. Đấy, không bao giờ có cái chất kích thích nào luôn, chúng ta có thể hái xong ăn luôn. Đây, xin lỗi các bạn là đi ngoài lề một chút. Tại vì là chúng ta khi mà chúng ta giới thiệu thuốc, ở đâu có thuốc chúng ta đi đấy. Giờ đây, tôi vừa từ dưới kia lên đây. Đây là vườn, không phải là vườn mà là một cái nương ngô. Đấy, đồ nghề của tôi hôm nay đây các bạn này. Tôi vừa hái được 1, 2, 3, 4 quả dưa. Bạn nào muốn ăn dưa thì tôi sẽ ship cho các bạn nha. Rồi, trở lại vấn đề chính. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho tất cả các bạn về một cái cây thuốc. Một cái cây thuốc. Đây ạ. Đây các bạn. Dạ. Đây, hôm nay Thảo Dược Người Dao xin gửi đến tất cả các bạn một cái cây thuốc. Cây này thì chắc hẳn là các bạn đều biết rồi. Nó chỉ có một lá thôi và một củ. Củ thì tôi xin được đào lên cho các bạn xem. Để mà đào được củ thì xin phép tôi sang bên này tôi lấy. Đây, đây con dao. Tôi có mang theo con dao để mà đào. Còn đào được hay không thì tôi cũng chưa biết, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để mà đào. Tại vì là củ này nó ở rất là sâu. Đây ạ. Đây là cây một lá nhé các bạn nhé. Cái này thì được anh em thương nhân ấy, người Trung Quốc thu mua rất là nhiều. Đây, đây xin giới thiệu các bạn, đây chính là cây một lá. Một lá đấy ạ, một củ đây các bạn. Đấy, cây này thì có khá là nhiều công dụng. Chúng ta phải kể đến cái công dụng của nó là giải độc. Đặc biệt là bị ngộ độc nấm ấy. Đấy, nhưng khi mà anh em hay đi lên rừng mà hái nấm về, chúng ta ăn xong bị ngộ độc thì chúng ta có thể lấy cây này để giải. Và cây này đồng thời cây này là một cái cây để chữa hen suyễn, bệnh viêm phế quản khá là tốt. Dùng để chữa mụn nhọn này, nhiều cái. Thì tôi lần lượt giới thiệu cho các bạn cùng xem. Đây, ở trên này thì có khá là nhiều này các bạn này. Cây này thì các bạn thấy nó là một cây bé tí xíu như này thôi, nhưng mà các bạn không nên coi thường. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi vào cụ thể cái công dụng của cây một lá này. Đây, các bạn có thể nhìn rõ này, củ của nó như này này, giống như một trái bi đấy, y xì một trái bi. Xong lá của nó
thì như thế này này, hình gấp nếp như cái cánh quạt ấy, cái quạt giấy ạ. Cái thứ nhất, cái trường hợp mà bị ngộ độc nấm ấy thì chúng ta sử dụng 2 đến 3 lá cây một lá này, phơi khô, thái nhỏ, hãm với nước sôi trong vài phút, sau đó các bạn gạn lấy cái phần nước dùng để mà uống. Mỗi ngày các bạn uống từ 2 đến 3 lần. Thì cái trường hợp mà cơ địa mà thích hợp thì các bạn chỉ cần khoảng 2 lần. Không cần dùng đến một ngày thì các bạn đã thấy đỡ. Còn nhiều trường hợp thì có thể sử dụng đến 1 đến 2 ngày thì nó sẽ khỏi. Đây là trường hợp mà bị ngộ độc nấm nha các bạn nhé. Đây, nó đến nấm đây. Đấy, đây là nấm này là nấm dại, chúng ta không nên hái về ăn. Ví dụ như cái cây nấm này ăn thì chắc chắn là sẽ bị ngộ độc. Đấy. Nấm này là nấm cứt trâu. Xin lỗi các bạn nhé. Đây là tôi là người Dao thì tôi chỉ nói theo tiếng đúng nghĩa đen, nấm đấy gọi là nấm cứt trâu. Thì để mà giải độc thì các bạn làm theo cách tôi vừa giới thiệu. Cái thứ hai nữa, dùng để chữa lao phổi này, ho lâu ngày thì các bạn có thể dùng 10 đến 20 lá cái cây một lá này, thái nhỏ, xắt thành thuốc, hoặc là các bạn hãm như kiểu hãm nước chè, hoặc là các bạn có thể chế thành cao lỏng để mà uống hàng ngày. Cái thứ ba, những cái trường hợp mà bị mụn nhọt, lở ngứa này, bị viêm da này thì các bạn cũng có thể sử dụng khoảng một nắm cái cây một lá này. Chú ý là các bạn sử dụng cây tươi, rửa sạch, giã nát, dùng đắp lên các chỗ bị đau nhức này, bị mụn nhọt, lở loét trong vòng khoảng thời gian một tuần. Đấy, ví dụ như bị mụn nhọt đang chuẩn bị mưng mủ thì các bạn dùng cây này đắp lên, nó sẽ nhanh tạo mủ hơn và nó sẽ nhanh khỏi hơn. Một cái nữa, cây này dùng để chữa lao phổi này, làm mát phổi rất là tốt. Các bạn sử dụng khoảng 10 đến 20 gram cây một lá khô này, sắc uống mỗi ngày từ 2 đến 3 lần, sử dụng trong vòng thời gian 1 tháng, nó sẽ cho các bạn một cái hiệu quả rất tốt. Tiếp tục về những cái trường hợp mà bị viêm miệng này, viêm họng cấp tính này, thì các bạn có thể sử dụng cây một lá, sử dụng cây tươi, rửa sạch và nhai kỹ, nuốt nước. Đấy là những cái trường hợp bị viêm miệng. Còn ngoài ra thì cái trường hợp mà trẻ em kém hấp thụ, chậm phát triển, chậm lớn thì các bạn cũng có thể cho trẻ sử dụng cái cây một lá này. Các bạn có thể sử dụng cái củ, sử dụng củ này này các bạn này, rửa sạch, sau này các bạn băm kết hợp với lại thịt lợn nạc hoặc là trứng gà, trứng vịt, nấu thành thức ăn cho trẻ ăn từ 15 đến 30 ngày, tức là từ 15 đến 1 tháng ấy. Thì xin lỗi, từ 10 ngày đến 1 tháng. Đấy, từ 10 ngày đến 1 tháng chứ không phải là từ 10 năm. Tôi xin lỗi các bạn. Đó. Đây là cây một lá này. Đây. Tôi không biết là ở trong này nhìn nó có rõ cận cảnh không, nhưng mà tôi thấy là nó hơi mờ, nên là tôi muốn để cho các bạn xem kỹ hơn về cái cây một lá này nó như thế nào, để sau này khi mà đi đâu gặp phải cây này thì các bạn có thể tự hái về sử dụng và dùng làm thuốc. Đây chính là cây một lá này. Rồi tiếp tục về những cái trường hợp mà bác nào uống được rượu ấy, muốn làm sử dụng cây này làm thuốc bổ ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái cây một lá này,
1 kg cây một lá khô các bạn có thể ngâm với khoảng 5 lít rượu, ngâm trong vòng 1 tháng thì chúng ta có thể sử dụng được. Và đó là một cái bài thuốc ngâm rượu để mà bồi bổ cơ thể, bồi bổ sức khỏe. Bác nào hay bị suy nhược cơ thể này, suy nhược thần kinh thì chúng ta có thể dùng cái bài thuốc mà rượu ngâm cây một lá này. Chúng ta để cả củ, cả rễ, cả thân, cả lá của nó để mà ngâm rượu trong vòng thời gian 1 tháng để mà sử dụng, nó sẽ rất là tốt. Đấy, đó là những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến các bạn về cái cây một lá này. Đây, ở trên nương nhà tôi có khá là nhiều. Đây này, đây, khi mà non thì lá nó như thế này, có màu hơi đỏ tím ở các viền xung quanh. Đây, càng về già thì nó càng xanh, xanh như này này. Đấy, đấy là một cái điểm dễ nhận biết đối với cây một lá này tôi muốn gửi đến các bạn. Đấy, hy vọng là đấy là những cái thông tin bổ ích để cho các bạn. Nếu mà bạn nào thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì đừng quên để lại một like, đồng thời chia sẻ clip này cho mọi người cùng xem. Nhùng tại nồng dấu đia tại pua tại hấp yêu con vừa nay hẳn lẽ gì bữa miền mùa yêu chung tăng mảng yêu nó mà clip con thò yêu dấu tại mà bữa bọn giả nhê yêu chung hiểu tôi sẽ nồng dễ hiểu mình lò chiêu buôn mấy bữa mảng mấy bữa bọn giả nhê chia tay ra nồng bữa nhê bây giờ giờ mình hiểu tham tới giờ chịu tụ tham nhục tại buôn mà bừa mà anh hát tàu mắc cảnh cha đào cả đĩa nom giảng sĩ yếm đào biểu mình cả đĩa cọ mà bừa quan rửa là mà bừa bạn nào giảng sĩ mắc cảnh cha là mà bừa thì cha chơi anh hiểu cho đăng ký hiểu cho subscribe cha chơi là sẽ hỗ trợ giờ chịu tụ nom clip xuất nó bừa miền mùi sung tụ mảng anh cháu chơi mắc cảnh xè nom nom video clip nó mới vừa share tại pun sa miền mùa tế hiếu tụ tiêu của mẹ nhồng sẽ được sẽ thành tụ mà vừa chỗ hai nhiều đi ổ lại xin mình một tháp không thể hang bye bye.